Hi, xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Và chào mừng mọi người tới với Yosemite. Sau 5 tiếng rưỡi chạy xe thì cuối cùng tụi mình cũng tới. Đây là cái first view, view đầu tiên. Bây giờ tụi mình sẽ tiếp tục đi vào trong đến khu Yosemite Valley. Công viên quốc gia Yosemite nằm ngay trung tâm rặng núi Sierra Nevada thuộc tiểu bang California. Năm 1864, Tổng thống Abraham Lincoln tuyên bố thung lũng Yosemite là tài sản chung được bảo vệ của California nhằm ngăn chặn sự tàn phá từ làn sóng đào vàng lúc đó. Từ đó bắt đầu hình thành ý niệm đầu tiên về hệ thống công viên quốc gia. Đến năm 1890, 3.800 km2 quanh thung lũng Yosemite trở thành công viên quốc gia thứ ba của Mỹ. Yosemite được UNESCO công nhận là di sản vào năm 1984, bên cạnh Yellowstone và Grand Canyon. Khoảng 1 triệu năm về trước, do sông băng trên dãy Sierra Nevada đạt độ dày 1.200m và bắt đầu di chuyển xuống độ cao thấp, trên đường đi đã khoét lõm địa hình phía dưới tạo thành thung lũng Yosemite. California có khoảng 7.000 giống thực vật và 20% số đó sống ở Yosemite. Tiêu biểu nhất là cây Sequoia khổng lồ, đa số tập trung ở Mariposa Grove mà mình sẽ đi ghé thăm vào những ngày tiếp theo. Công viên có thác Yosemite cao 739m, là thác nước cao nhất Bắc Mỹ và cao thứ 5 trên thế giới. Ngoài ra còn có các thác khác như Bridal Veil, Vernal, Nevada, Ruben. Ở đây chỉ có một cái nhà hàng duy nhất là cái này nè, The Deck. Chỉ bán pizza thôi. Cho nên mọi người ai mà không ăn được đồ Mỹ, đồ pizza thì nên chuẩn bị đồ ăn. Tại vì trong đây có gì ngoài pizza, đồ ăn có vẻ hạn chế lắm. Không có chỗ nào mua, không có chợ, không có cái grocery store nào gần đây hết. Chung quanh đây cũng không có hàng quán gì đâu. Chắc phải mua mì gói anh. Hôm qua tụi mình mua mì gói rồi nhưng mà hôm nay ở khách sạn không biết là có chỗ nấu hay không. Mời mọi người nha. Mà biết không, ở đây mấy con quạ chắc nó to bằng bắp đùi của mình luôn. Mà nó bay lại, nó ỉa thế này. Đại lại, nó ỉa và mất ăn. Mọi người thấy cái này không? Cái chậm đá nhỏ nhỏ trên đây nè. Đó là cái Half Dome á. Ngày mai tụi mình sẽ leo lên đó. Một cái trail này hơi dài. Vô tình lập được một cái lá vàng siêu to khổng lồ. Mọi người thấy kích thước không? Đây là lá mà size small nè. Size thường à? XL. Đó là luôn đó chứ. To hơn mặt em không? To hơn mặt anh luôn á. Cùng là cũng xong ngày đầu tiên tại Yosemite mọi người ơi. Có nửa ngày thôi mọi người. Thực ra là tới 1 giờ rưỡi, 2 giờ mình mới tới cho nên mình chỉ có 4 tiếng thôi mà trời lặn vào lúc 6 giờ. 4 tiếng lang thang nó cảm thấy không đủ tại vì cái Yosemite Valley này nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà đi chỗ nào cũng có view đẹp á. Cứ đi 5m là có một cái khúc đẹp, thế là lại phải chạy vô chụp hình quay phim đồ. Bây giờ là đầu tháng 11 rồi, mình cứ tưởng là bên đây là lá rụng hết rồi nhưng mà không ngờ là lá vẫn còn vàng, rất là đẹp luôn. Thế là bao nhiêu hình đẹp, bao nhiêu clip để sống ảo. Đẹp lắm, lá vàng xanh, xong rồi núi xanh, núi xám, đẹp. Như tiên cảnh mọi người. Khác hẳn với lại Los Angeles mọi người ơi. Qua đây kiểu như mood của mình nó lên hẳn luôn á, tại vì view đẹp. Thôi bây giờ tụi mình về khách sạn thôi. Mình không có book được khách sạn ở trong cái Yosemite Valley này luôn. Nó có khách sạn, có camping site nhưng mà mình không có book được. Cho nên mình book cái khách sạn ở ngoài. Vô được rồi mọi người, mừng quá, vậy là mình đặt đúng rồi. Tại vì hơi hồi hộp lâu cũng không đặt khách sạn đó. Bây giờ toàn là đi ở Airbnb không à, là đều đặt khách sạn. Không thấy nó gọi lại confirm cho nên hơi lo. Hình như là nó dư cái phòng này, thế là nó nhét hai vợ chồng mình vô đây. Phòng bự lắm, cái này chỉ là trên lầu thôi. Có một giường đôi nè. Xong rồi, ở dưới thêm một cái giường nữa nè. Phòng siêu rộng luôn. Này ở được 4 người á. Không có nhiều món, nhưng mà không có nhiều sự lựa chọn.
tại vì con đây đâu có gì ăn đâu, là cái nhà hàng duy nhất luôn, giờ muốn ăn chắc phải chạy ra ngoài tiếng 2 tiếng gì đó. Thôi có gì ăn đó thôi. Bây giờ mình phải chuẩn bị đồ cho cái chuyến hiking ngày mai. Giống như nãy mình nói rồi, mai tụi mình sẽ leo cái trail để lên Hep Dom. Hôm nay sẽ đi ngủ sớm, tại vì mai sẽ phải đi sớm. Chắc mặt trời chưa mọc, tụi mình lên đường rồi. Giống như nông dân nha. Mai chồng mình phải đi gặp em người yêu. Hôm nay nhìn em ấy cả ngày, đi đâu cũng thấy hình bóng Hep Dom. Yeah. Chào biệt mọi người, hẹn mọi người ngày mai. Tụi mình bắt đầu hành trình rồi mọi người ơi. Trời cũng hơi sáng sáng xíu rồi. Đã sợ gặp gấu. Bây giờ là 7:23. Hep Dom là một trong những biểu tượng của công viên Yosemite. Đó là một đỉnh núi đá dạng nửa hình cầu, đúng với tên gọi nửa vòm. Đỉnh Hep Dom có độ cao gần 2.700m so với mực nước biển. Trong khoảng những năm 1870, Hep Dom được đánh giá là không thể tiếp cận. Nhưng đến năm 1875, George Anderson lần đầu tiên chinh phục thành công đỉnh núi đá bằng cách khoan vào mặt đá và đóng móc neo. Quên con sông quê cho người đánh giá. Nhưng mãi đến năm 1957, đường mòn lên đỉnh Hep Dom mà mọi người sử dụng ngày nay mới được chính thức tìm ra bởi một nhóm ba nhà leo núi, và họ mất tới 5 ngày chứ không phải là vài tiếng như ngày nay. Việc chinh phục Hep Dom cũng có vài khó khăn nho nhỏ, chữ nho nhỏ trong ngoặc kép nha. Thứ nhất là khoảng cách, tổng chiều dài trail là 26 km cả chiều đi và về, riêng tụi mình đi lạc thành 28 km. Trong đó có 60m leo vách đá bằng dây cáp sắt. Để cho dễ mừng tượng thì khoảng cách này vẫn xa hơn một xíu so với đường từ Đầm Sen đến Suối Tiên, hoặc là đi 16 vòng quanh Hồ Gươm. Nếu đường xa không thành vấn đề thì mời mọi người đến bước quan thứ hai là leo dốc. Tính từ thung lũng Yosemite, tụi mình phải leo dốc 1.600m, tương đương với việc leo lên đỉnh Landmark 81 3.5 lần. Cộng với việc phải mang theo ba lô nặng nề nên lúc leo xong chân tụi mình có cảm giác như là đi mượn. Tiếp đó là ở độ cao 2.700m so với mực nước biển, không khí khá loãng và nồng độ oxy chỉ còn 15% so với 21% ở mực nước biển. Nếu mà không hít thở đều và đủ thì sẽ bị chóng mặt. Ở phía trên đỉnh của cái Vernal Falls nó có cái hồ nè, mùa hè mấy thanh niên này xuống đây tắm lắm. Đây có bảng cảnh báo rồi, nhưng mà cảnh báo thì cảnh báo thôi chứ. Bơi vẫn bơi. Vấn đề cuối cùng là giấy phép. Trong mùa mở cửa chính thức từ tháng 5 tới tháng 11, mỗi ngày chỉ có 300 lượt được phép leo dây cáp lên đỉnh Hep Dom thôi, và được phân phát cho người đăng ký một cách ngẫu nhiên, giống như là xổ số vậy đó, cho nên hên xui thôi. Tụi mình đi mùa off-season không phải xin phép, bù lại thì có rủi ro gì tự chịu, không có sẵn cứu hộ ở đó. Tụi mình lại gặp một cái thác khác, đây là thác Nevada, Nevada Falls. Mọi người thấy vợ mình với cái cây này có gì giống nhau không? Cái giống nhau là già cỗi. Tụi già ập tới đi khúc là phải ngồi nghỉ nè. Mình đã đi được gần 3 tiếng và gần một nửa đoạn đường. Với cái tốc độ rồ bò như thế này thì chắc là tới chiều mới tới nơi. Tụi mình đi hơi lâu rồi tại vì cứ đi khúc dừng lại quay phim chụp hình đó. Tại cảnh đẹp quá mọi người. Nhiều cảnh đẹp. Với lại mệt nữa. Chúng mình sẽ mất khoảng 10 đến 12 tiếng để hoàn thành trail, nhưng mà do tụi mình la cà nhiều quá thành ra 15 tiếng luôn. Mệt quá. Mọi người thấy cái mỏm đá đó không? Mỏm đá này nè, đó là Hep Dom đó. Đây là một trong những đoạn leo cuối cùng trước khi mình tới Hep Dom. Hai đứa mình đã leo tới cái Hep Dom, nhưng mà bây giờ cũng đã trễ rồi đó, cho nên là cuối cùng chỉ có chồng mình leo lên cái Hep Dom thôi. Tại vì nếu mà kéo theo mình thì chắc là đến khuya chưa về tới nhà nữa. Em sở dĩ mình phải đeo cái gear bảo hộ tại vì bây giờ đang là off season đó. Mùa hè thì cái cable này nó sẽ bướng lên. Xong rồi còn nói chung là hai cái thân để mình bám vô. Nhưng mà off season rồi thì nó gỡ hết ra, cái cable đeo như vậy. Trên đoạn dây nó sẽ có những cái đoạn dây khác nó khóa lại như vậy. Các bạn là mình chỉ cần mở cái khớp này ra một cái. Okay. Chỉ cần chắc ăn là lúc nào cũng có một cái móc nó móc vô dây cáp á, là an toàn thôi. Đó. Đó. Chắc được 1/3 đường rồi. Dốc ơi dốc luôn mọi người.
do đang là mùa off season á, cho nên không có nhiều người lên đây. Thêm nữa là cái cable nó down rồi, cũng không có nhiều người dám leo, cho nên mình như là mình ở trên đây một mình sao á, không có thấy ai á. View trên này phải nói là siêu đẹp luôn, siêu phê, đến ngắm mãi mà không muốn về. Nhưng mà bây giờ là 4 giờ rồi, 2 tiếng nữa mà trời lạnh, mà mình còn phải đi xuống 7 dặm nữa, cho nên mình chắc bây giờ mình sẽ hướng xuống thôi, tại vì lúc mà trời tối nữa, hai trong rừng không có được an toàn cho lắm. Thôi tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở thung lũng nhé, Yosemite Valley. A few moments later. Chào buổi trưa mọi người. Tối hôm qua ngại quá, hẹn mọi người ở dưới thung lũng Yosemite, nhưng mà cuối cùng mọi việc không có theo kế hoạch. Tụi mình tốn nhiều thời gian hơn để đi xuống, nên tới 10 giờ tụi mình mới xuống bãi giữ xe. Sở dĩ tụi mình tốn nhiều thời gian đi xuống như vậy là tại vì tụi mình bị đi lạc cái trail qua cái trail khác, cho nên thành ra nó dài hơn một dặm á. Thay vì cái đoạn đường xuống chỉ có 8 mile thì mình phải đi hơn 9 mile, là cỡ 14 km á. Mà cái ghê nhất là đi buổi chiều á, cái khúc đầu thì trời vẫn còn sáng, vẫn còn đi ngon lành, nhưng mà vì sau tầm 6 rưỡi nó bắt đầu tối thui rồi, tụi mình phải đi bằng đèn pin đèn đầu á. Rồi vừa đi vừa sợ nó hết pin, mà trong đó hết pin là chết chắc, tại vì không có nhìn thấy gì đâu mọi người, tối thui à. Nhưng mà hen cuối cùng sau một hồi đi lạc loanh quanh thì cũng ra tới nơi. Tụi mình chạy vội về nhà, vừa mệt vừa đói, mà trung quanh thì hàng quán đóng cửa hết trơn rồi. Chắc là mỗi đứa úp tô mì, hay là có mấy gói mì của mình chị mua ở bên LA ấy, chứ không có, hôm qua nhịn đói rồi, qua đây không có hàng quán gì hết trơn á, đóng cửa hết rồi. Còn mỗi đứa úp một tô mì ăn xong rồi lăn giường ngủ ngay lập tức luôn, quá mệt. Bây giờ thì đang ngồi đợi pizza ăn trưa, không có sự lựa chọn nào khác. Kính mọi người ơi, hôm nay tụi mình sẽ đi một cái Mariposa Grove. Đó là cái khu rừng nhỏ bảo tồn mấy cái cây sequoia, cái cây khổng lồ. Xíu mình chịu nghe coi. Cái cây này là cái cây to nhất từ trước giờ mình thấy luôn. Đường kính này chắc phải 5 mét á. Tại vì đứng xa mình không có thấy đâu, nhưng mà so sánh nó với mấy cái cây bên cạnh, cái xe kia cũng có một vài cây, nhưng mà không có được vô tại vì khu đã đóng cửa rồi. Cây này có đặc điểm là cây vỏ nó màu kem đỏ, màu nâu đỏ chứ, đẹp lắm. Thì mình diễn cho mọi người coi cái cây nó to như thế nào. Cây này có một bên thân bị cháy nè. Khu này bị đóng cửa thôi mọi người, tại vì có một cơn bão, mọi người thấy không? Có nhiều cây đang bị đổ nè, rồi nó đổ vào đường đi á, cho nên ban quản lý phải đóng lại để sửa sang. Cây này nó có cái hốc mà vợ mình chui vô còn vừa đó nè.
Sequoia khổng lồ là cây thuộc họ thông, chỉ tồn tại ở độ cao 1.500 cho tới 2.000m ở dãy Sierra Nevada thuộc tiểu bang California. Đây là giống cây sống lâu thứ 3 trên thế giới. Tuổi thọ khoảng 3.000 năm, chỉ sau loài thông Bristol Corn và cây Alice. Sequoia khổng lồ có chiều cao trung bình 75 cho tới 100m, đường kính thân có thể đạt 10m và vỏ cây dày 90cm. Điều đặc biệt là vỏ cây Sequoia có chứa acid tannic giúp chúng kháng sâu bọ, nấm mốc và kháng lửa. Nhưng dạo gần đây cháy rừng ở California trở nên thường xuyên hơn và dữ dội hơn, dẫn tới việc nhiều cây Sequoia cũng bị chết cháy. General Sherman là cây lớn nhất thế giới với thể tích 1.486 m³. Năm 1864, cùng với thung lũng Yosemite thì Mary's Poosa Grove cũng được đưa vào danh sách bảo tồn của chính phủ. Đây là nơi sinh sống của hơn 500 cây Sequoia trưởng thành. Grizzly Giant là cây già nhất ở Mariposa Grove, ước tính khoảng 2.400 năm tuổi, cao 64m, đường kính thân 9m. Đây là đoạn mà mình tạm biệt mọi người và kết thúc video nè. Nhưng mà microphone của mình mệt quá nên nó ngừng thu tiếng luôn, làm mình đứng mấp máy như thằng dở người nãy giờ. Giờ đành phải ngồi lồng tiếng chữa cháy. Đại loại là bữa nay là ngày cuối cùng mình ở Yosemite rồi, nhưng mà hôm qua do hiking phê quá nên sáng nướng hết nửa ngày luôn. Giờ muốn đi hết cái khu này để ngắm thêm cây Sequoia, nhưng mà thời gian không cho phép, trời gần tối rồi. Đi nữa mất công lạc như hôm qua thì đuối. Nên thôi vòng về, ngủ sớm, mai còn đi sớm. Vẫn còn một hành trình ở phía trước cơ. Cảm ơn mọi người đã theo chân tụi mình 3 bữa nay. Hy vọng sẽ sớm gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Giờ thì bye bye. Bye bye Sequoia.